vị, theo một thông tin cập nhật từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày hôm nay, ngày 5 tháng 5, thì Việt Nam đã ghi nhận thêm 26 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 8 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 18 ca mắc mới trong nước. Trong đó, chỉ riêng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã ghi nhận 14 ca. Các điểm còn lại gồm có Quảng Nam, Hà Nội, Đồng Nai và Hải Dương đều ghi nhận 1 ca.